Chỉ với 5.000 đồng trên một ngày, bạn có thể thỏa thích truy cập YouTube, TikTok và Facebook trong suốt một ngày mà không lo giới hạn data. Chắc chắn nhiều bạn đang tò mò đây là có cách nào, thì không phải để các bạn phải chờ lâu. Có cách đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn, đó là có cước MXH150 của nhà mạng Viettel. Với cước phí đăng ký là 150.000 đồng trên một lần đăng ký, và bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB data để sử dụng. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, và bạn còn được tặng thêm 50 phút để gọi ngoại mạng nữa. Ưu đãi đặc biệt nhất của các cước là bạn được miễn phí 100% data khi truy cập YouTube, TikTok và Facebook trong suốt 30 ngày. Để đăng ký có cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MXH150 dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Tiếp theo trong video, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước MI5S của nhà mạng Viettel. Với cước phí đăng ký là 5.000 đồng cho một lần đăng ký, và bạn sẽ nhận được 500MB data tốc độ cao để sử dụng trong 24 giờ tính thời điểm đăng ký. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MI5S dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Tiếp theo trong video, mình sẽ giới thiệu thêm hai gói cước nữa của nhà mạng Viettel. Đó là gói cước SD90 và gói cước V200B của nhà mạng Viettel. Trước tiên, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước SD90. Với cước phí đăng ký là 90.000 đồng cho một lần đăng ký, và bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1,5GB để sử dụng. Để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp SD90 dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Còn bây giờ, mình sẽ giới thiệu và cách đăng ký gói cước V200B của nhà mạng Viettel. Với cước phí đăng ký là 200.000 đồng cho một lần đăng ký, và bạn sẽ nhận được 240GB data tốc độ cao để sử dụng trong suốt 30 ngày. Tức là mỗi ngày bạn sẽ có tới 8GB data để sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, bạn còn được miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, và bạn còn được tặng thêm 200 phút để gọi ngoại mạng nữa, và bạn còn được tặng thêm 100 phút để gọi ngoại mạng nữa. Để sử dụng gói cước này cho mình thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp V200B dấu cách TL gửi đến tổng đài 290. Ngoài 4 gói cước mà mình vừa giới thiệu với các bạn thì các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video, hoặc truy cập tại website viettel.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Viettel. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký nhé. Và nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc cần hỗ trợ giải đáp thì hãy để lại tin nhắn trong phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp đến các bạn. Các bạn thân mến, như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.